Thấy ơi, cầm Khánh ơi. Bà đang quay. Đó. Quay cả tôi đây. Quay Huy gậy. Nhon mày thân ba đây đó. Là có thịt trứng có bon nên là quay tất cả. Ni thịt ni. Ê. Ni. Ni so đi quay so. So đi. So đi. So đi. Chế cho mấy bơ. Chóa cái ngày sản nhá ông. Ngoài này một bay nữa đi. Ờ tôi nhá. Tặng nó đó. Ê. Ê. Cho điện thoại của anh đừng luôn. Đặc sản ấy. Có lẽ đặc sản nữa mới có ấy. Quá đây nè. Phải cho tao cái luôn này nè. Để có gì. Giới thiểu chỉ đem một người chạy vào để cho đủ luôn. Bán nó mười nặng nhá, hai mồ đó nhánh. Đến đi, gặp anh đi, gặp lại anh đi. Rồi, được rồi. Được rồi, đây là đây Khánh không? Đơn có lại được cảm. Này, ngồi không? Em đang ở nhà, cháu ở ngoài B á. Ngoài từ. Em đang xem cái đầu ra B. Không, em về rồi. Ai đây? Ai? Ai đây? Lại quên bơm nữa, cái gặp cho nó nâng đường nâng cá. Nó có gì đó chứ? Chín nữa, chín nữa. Nâng cá nâng thịt ăn. Hơ mò lên chín cá. Dạ. Đúng rồi. Nhảy nhảy. Alo. Ra ngoài bê nâng cá nâng thịt ăn. Có cái kia nói đi thay đi chứ. Đi về bàn. Con ở ngoài như Chuẩn á. Bàn anh Kim. Bàn Kim. Dạ. Bàn. Bàn mới vừa bố rồi. Để bên đó, để bên đó. Liền lên toàn lên. Đừng gì có đây hết. Em ở nhà với mẹ với bố. Thôi em đừng có thôi. Dạ. Dạ. Hey. Đi bố đứng chậm để gạt bố thịt. Trình thần chín. Đi bố ấy. Được chưa mạnh? Tích cực đi, đợt được không ạ? Thì một đợt tốt kêu nè. Đợi. Không ai dưới đời nữa mà. Đúng rồi. Bảy mân đổ thừa nó chỉ thôi. Răng quá. Quá. Ừ. Răng. Thay bên lỗ về. Có bán phải. Đó, xoài thì nó ăn xong. Để một đồng buồn ở dưới mấy. À? Sau những giờ vất vả từ lúc 5 giờ chiều hả? 5 giờ chiều đến giờ thì anh em đã hoàn thành. Niềm vui chính là lúc niềm vui chính là lúc anh em đang soạn sửa để làm những cái món này. Còn bây giờ là phụ thôi, anh em chén no để về. Và Kim là người vất vả nhất. À, Kim và đúng chơi. Mình là người vất vả nhất vì là tay rất sạch. Sau những giờ nặng thì tay mình vẫn còn sạch. Ok. Được rồi đấy. Để mình giới thiệu qua những món chính. Món chính của mình là có những đặc sản từ bờ biển của Việt Nam, rất đặc sản đó là chuyện này xin phép cá tích bạn ạ, cả bạn okay, cá tích. Đừng nhìn đơn giản như thế này nhưng mà nó rất ngon. Không, đây là thịt. Đây là thịt. Thịt thì ai cũng biết rồi. Nó rất, đơn rất giản nhưng mà sau quá trình chế biến của những đầu bếp chính là Huy. Okay. Huy mạnh. Mạnh chút tín. Thì nó cũng còn là thịt luôn đơn thuần như các bạn thường ăn hàng ngày đó ạ. Okay. Rất ngon. Rồi, món cuối cùng. Mà giờ nhìn quá thì mình cũng không biết thịt gì. Đây, món cuối cùng. Đây là món cuối cùng. Các bạn biết chứ? Huy. Đây, đầu bếp chính. Đó, đầu bếp chính. Đây là bào ngư. Đây là bào ngư của Việt Nam. Nó nhỏ hơn so với bào ngư của Tây. Người cũng vậy, người Việt Nam nó cũng nhỏ hơn của Tây. Rồi. Nhỏ hơn. Đây là con cháu của Long Vương ạ. Con cháu của Long Vương. Đây, món cuối cùng. Đây, món cuối cùng. Đây là vị cá sấu. Đây là... cây nhà lá vườn có táo roi, có xoài chua. Xoài này là vườn thật mà vườn Lào. Gọi như tổng hợp mắm cụ. Đây là mắm cụ. Đây là mắm cụ của chúng tôi. Đây là thức uống chính. Bia. 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 Đây là đồ nhắm. Đồ nhắm, đồ nhắm. Đây là bia. Đây là gò đi vào đây. Và đây là những phụ nữ đảm đang của chúng tôi. Còn đây là bia. Do có nhiều phụ nữ nên chúng tôi nhường tốc độ rất nhanh. Cực kỳ nhanh đấy. Rồi bắt đầu chúng ta ăn cơm. À mắm. Bật bia mất rồi, bia chia sẵn. Bia đây. Bật ngọt đấy, cũng ngọt đấy. Đi ăn đi. Cắn. Cắn tay đi.
Đấy. Đi trong mày bia ghê. Đừng để lạt tao. Tao nguyên đâu, tao nghĩ lạt tao biết. Đừng để lạt tao. Đây. Để tao chế bia. Ok.